Thưa quý vị, nhờ những cán bộ khuyến học nhiệt tâm với những cách làm hay, sáng tạo, suốt 20 năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài tại khu phố 4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, vì vậy luôn duy trì nhân rộng. Câu chuyện về những cán bộ khuyến học cơ sở này sẽ được chúng tôi chuyển tải trong câu chuyện Ai, thế nào, vì sao hôm nay? Lâm Nhi là một trong những học sinh xuất sắc được Chi hội khuyến học khu phố 4, phường 9, thành phố Vũng Tàu trao học bổng, khen thưởng hàng năm. Mỗi suất học bổng dù giá trị không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao. Vì thế, các em luôn luôn ghi nhớ, biết ơn để rồi nỗ lực vươn lên trong học tập. Chúng cháu sẽ cố gắng học tập thật giỏi, vươn lên vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm học tập giỏi hơn nữa, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với lòng mong đợi và tin tưởng của các cô chú, các bác trong hội khuyến học và chính quyền địa phương. 20 năm qua, bằng sự tận tâm và những cách làm sáng tạo, Chi hội khuyến học khu phố 4, phường 9 đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng, trao trên 600 suất học bổng, khen thưởng hàng năm cho trên 6.000 lượt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn. Hội khuyến học năm nào cũng được cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các tổ khuyến học, tổ dân phố làm công tác khuyến học. Cho nên nó thu hút được, động viên được toàn dân tham gia xây dựng cộng đồng khu phố thôn ấp học tập. Hai cái hội khuyến học chúng tôi thì cũng có cái mô hình phong trào và nuôi heo đất. Đấy thì cũng rất là hiệu quả. Thế từ cái mô hình mà nuôi heo đất đấy thì các gia đình có thể ủng hộ, chúng tôi sẽ dùng cái tiền đấy để có thể là giúp đỡ cho các cháu nghèo vượt khó. Tôi thấy là 20 năm qua chi hội thực hiện khá là tốt và những cái chương trình, những cái nội dung hoạt động của hội khuyến học, của chi hội khuyến học khu phố 4 được người dân ở khu phố rất là đồng tình hưởng ứng. Nhờ sự tiếp sức của chi hội khuyến học, 9 tháng năm 2024, trên địa bàn khu phố 4 phường 9 có 11 em đạt giải quốc gia và quốc tế, 24 em đạt giải cấp tỉnh, 5 giải cấp thành phố. Với những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, Chi hội khuyến học khu phố 4 được các cơ quan cấp trên dành tặng nhiều danh hiệu cao quý như khu phố hiếu học tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền của hội khuyến học tỉnh, được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen.